Mình chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại video. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý vị khán giả sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Vì sao Nguyễn Ngọc Mạn chưa về Việt Nam? Đây là câu hỏi được đặt ra rất là nhiều khán thính giả thắc mắc cái câu chuyện này. Và chúng ta cùng tìm hiểu ở trong một cái bài phỏng vấn mới đây. Nhà văn Nguyễn Ngọc Mạn 30 năm với Trung tâm Thiên Nga Paris Bernay và vì sao Nguyễn Ngọc Mạn không về Việt Nam? Vâng, trả lời với một cái tờ báo rất là nổi tiếng vừa tiếng Việt bên hải ngoại đó. Thì sau khi mà tới Bangkok thì nhà văn Nguyễn Ngọc Mạn đã nói về những cái dự định sau khi ông giả từ Paris Bernay, bao gồm là liệu ông sẽ về Việt Nam hay không. Vào hôm ngày 12 tháng 10 năm 2022 thì ông Nguyễn Ngọc Mạn đã cho phóng viên biết về cái người nghệ sĩ thì không thể tránh khỏi những cái hiểu lầm hay là phán xét chủ quan. Và sau đây thì một phần cái cuộc phỏng vấn giữa các nhà báo và ông Nguyễn Ngọc Mạn tại Bangkok. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi những cái khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm việc MC cho Paris By Night. Nguyễn Ngọc Mạn trả lời, cái khó khăn á, thì thực sự là khó khăn chung của cộng đồng. Và đó là hay có những cái sự hiểu lầm trong cộng đồng giữa những cái người có tên tuổi, ví dụ như cá nhân Nguyễn Ngọc Mạn, rồi Khánh Ly và nhiều người khác. Cộng đồng hay có sự hiểu lầm rồi phán xét chủ quan của từng người hoặc là từng nhóm, hoặc là đôi khi á, mình làm, tôi lấy ví dụ một lần sang Berlin, Đức với một số ca sĩ trong trung tâm ASEAN thì những cái người đó lại muốn phổ biến một số cái bản nhạc mà họ cho là cần phổ biến, nhưng lại có một số người trong cộng đồng người Việt ở bên đó lại chống, cho rằng không nên làm văn nghệ với cái phía mà Bá Linh. Trong một cái đại đa số những cái người từ miền Bắc, những cái tên đó là những cái khó tránh khỏi và va chạm trong cộng đồng, bởi vì cộng đồng Việt Nam mình chưa bao giờ có một cái sự đồng nhất về mặt chính trị, về suy nghĩ thì có thể là giống nhau nhưng cách thức thể hiện suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Tôi cho rằng cái khó khăn nhất đôi khi xảy ra với những cái người làm văn nghệ như tôi á, là sự va chạm trong cộng đồng mà mình không muốn nhưng mà không làm cách nào để tránh được. Vâng, một cái câu trả lời tiếp theo đó là tôi về Việt Nam không phải 100% là về chính trị thì như thế nào? Thưa ông có thể nói về câu chuyện ông không? Vâng, chúng ta tiếp tục quay trở lại câu chuyện là thưa ông có thể nói về cái câu chuyện mà ông không được về hay không muốn về khi ở Việt Nam còn nhiều vấn đề không thoải mái cho người nghệ sĩ yêu tự do như thế nào? Ông Nguyễn Ngọc Mạn trả lời rằng thật sự tôi chưa xin giấy phép về Việt Nam bao giờ. Chỉ có một số các cái bầu show tư nhân thì sau khi mà đại đa số các nghệ sĩ nổi tiếng đã về nước rồi, thì chẳng hạn như Kỳ Duyên, Khánh Ly, Quang Lê, Chế Linh, thì sau khi những người đó đã trở về thì những cái bầu show tư nhân đã liên lạc với tôi và rất là tha thiết. Và một lần tôi trình diễn tại Campuchia thì họ từ Hà Nội bay thẳng sang Campuchia gặp tôi, mời tôi về, và thậm chí có những cái bầu show họ còn viết một cái hợp đồng để mà chuyển đưa sang cho tôi. Nếu tôi nhận lời thì họ sẽ bắt đầu làm thủ tục xin giấy phép, nhưng mà tôi chưa có cái ý định đó. Nó thật sự ra thì vấn đề chính trị không nặng nề lắm. Từ khi mà Việt Nam đổi mới sang cơ chế thị trường thì cái nhìn của tôi á, rất có và rất là nhiều người ở hải ngoại đối với Việt Nam khác đi rồi, không phải Việt Nam thời bao cấp nữa mà là từ cơ chế thị trường, tức là đi vào quỹ đạo toàn cầu hóa của thế giới hiện nay, thì cái vấn đề này không khắt khe đó quý vị. Cũng có một cái nhìn thiện cảm của Nguyễn Ngọc Mạn ha. Và tôi á, thì đi nhiều, đọc nhiều, học nhiều, cho nên á, cái đầu tôi cởi mở chứ không phải là cố chấp, cứ thấy những chữ mà cộng sản là cứ chống. Không phải thế, cộng sản ở cái thời bao cấp khác và cộng sản ở thời cơ chế thị trường, tức là cái hội nhập vào cái đặc trưng mà thế giới tự do. Và cái thế giới tư bản thì khác nhau xa lắm, nhưng cái việc tôi không về không phải 100% là chính trị, mà tôi cảm thấy không muốn về thôi. Cho nên bài báo mà BBC hỏi á, là tôi có trở ngại gì trong nước khi mà tôi không biết, tôi có không hề có cái định hay là chưa hề nộp đơn để mà xin visa, nên tôi không biết phản ứng trong nước thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là không trở ngại gì, vì khi mà ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và chủ nhiệm người Việt tại nước ngoài, thì khi ông sang Canada thì Đại sứ quán Canada ở Ottawa có phone, có gọi điện cho tôi, và vào cái buổi chiều 4 lần
rồi tổng lãnh sự tại San Francisco cũng có phone gọi điện cho tôi chiều hôm đó. Rồi ông Tô Văn Lai gọi điện cho tôi bên California nói: "Em Ngạn ơi, đại sứ quán ở Washington muốn nói chuyện với em." Thì tôi chỉ nói với ông Lai là: "Anh ơi, em cảm ơn họ giùm tôi, anh cảm ơn họ giùm tôi, nhưng mà tôi không có ý định về Việt Nam." Nhưng mà ông Tô Văn Lai nói với tôi một câu ngắn nhưng mà lặng duy nhất là: "Mỗi người có một cái hướng đi cho mình, thôi em đã chọn con đường đó thì anh tôn trọng quyết định của em." Đó là lời ông Tô Văn Lai nói lại với tôi. Và trong một cái buổi chiều mà đại sứ quán Canada phone cho tôi 4 lần thì tổng lãnh sự tại San Francisco phone á, và ông Tô Văn Lai lại nhận một cái cuộc điện thoại từ đại sứ quán Việt Nam ở Washington và phone cho tôi. Thì tôi nghĩ là một khi đại sứ quán đã liên lạc với tôi có nghĩa là cái việc tôi về nước là không trở ngại rồi, và trở ngại thì tôi đã gọi thì họ đã gọi tôi làm cái gì. Cũng như tôi nói rồi, tôi không có ý định về Việt Nam hay chưa có cái ý định về Việt Nam, đơn giản là vậy thôi. Và thật sự là đây là một trong những cái bài báo mà anh nhà báo này anh cũng đưa ra những cái câu hỏi cũng khá là hóc búa ha quý vị ha, đưa ra cũng khá là hóc búa. Và câu chuyện tiếp theo như thế này: hiện nay thì chính sách kiểm duyệt văn hóa của người của nhà nước ở Việt Nam á, một số họa sĩ á, thì bị hủy tranh, một số show diễn của Khánh Ly bị hủy, thì ông nghĩ sao về việc này? Nếu ông Ngàn trả lời như thế này, tôi nghĩ là một cách đơn giản, tức là từ cái đầu khi mà tôi còn ở trong nước 3 năm trước, khi mà vượt biển, tôi đã có một cái suy nghĩ mà sau này tôi vẫn thấy suy nghĩ đó là của tôi đúng. Có thể là chủ quan, là lãnh đạo trong nước không đồng nhất. Thí dụ như Bộ Văn hóa Thông tin có thể cho phép, nhưng Bộ Công an lại không cho phép. Thí dụ tôi không nói cái trường hợp Chế Linh trước đây về nước thì gặp thẳng Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, có cái giấy phép trình diễn đàng hoàng, diễn khắp nơi, nhưng vào đến Sài Gòn thì Công an không cho trình diễn. Nó như một cái hình thức là phép vua là thua lệ làng. Ở những cái nước tự do trên Mỹ, bên Anh, bên Pháp thì không gặp cái trường hợp đó. Cơ quan nào cấp phép á, là xong rồi, chứ không thể nào mà Bộ Văn hóa Thông tin cho trình diễn mà Bộ Công an không cho, thì cái giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin kia nó trở thành một cái tờ giấy không có giá trị. Và họ làm như vậy á, thì họ không cảm thấy rằng người này giẫm lên quyền hạn của người khác. Đó là cái mà tôi nhìn thấy ở trong nước như thế. Còn chuyện như Khánh Ly hát bài Gia tài của mẹ thì mơ hồ quá, bởi vì câu hát bao nhiêu năm nội chiến từng ngày, câu đó thì ngày xưa miền Nam Việt Nam thời của chúng tôi, Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không bằng lòng câu đó, mà đến bây giờ thì phía nhà nước á, Việt Nam lại không bằng lòng câu đó. Nhưng đó là chỉ là một câu hát của người nghệ sĩ, người ta không cần phải có những cái lý luận sâu xa, người ta chỉ thấy là miền Bắc và miền Nam đánh nhau thì gọi là nội chiến. Đó là một cái chữ có tính tượng trưng, nhưng không thể vì cái chữ đó mà cấm bài hát đó. Thành thử ra tôi thấy trong nước thì lãnh đạo không đồng nhất về tư tưởng. Đó là một trong những cái câu trả lời của Nghĩa Ngọc Ngạn. Mình cũng trích cho quý vị anh chị các bạn vì sao Nghĩa Ngọc Ngạn không về nước Việt Nam hay chưa về nước, thì chúng ta đã có cái câu trả lời, từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Và Nghĩa Ngọc Ngạn trả lời như thế này: cái kế hoạch của ông sau khi mà nghỉ làm ở trung tâm Paribas thì ông sẽ làm gì? Thì ông Nghĩa Ngọc Ngạn nói là hiện nay á, hiện bây giờ á, là không có kế hoạch gì ngoài việc mà phụ vợ con nó nấu cơm. Tại vì phải nói một cách chân tình là trong 30 năm nay làm văn nghệ thì gần như tuần nào, cuối tuần nào cũng vắng nhà đi show, không nơi này thì nơi khác, gần như là cũng có một cái món nợ nho nhỏ đối với gia đình là cứ cuối tuần là đi vắng. Và ngay cả ở địa phương, bạn bè thân hiểu, những người thân quen để có tiệc tùng, có đám cưới hay gì thì cũng chẳng dự được, vì cứ mỗi cuối tuần là mình phải bay đi xa làm show. Bây giờ thì mình nghĩ là để về nhà trả cái nợ với gia đình, chở bà xã đi chợ rồi nấu cơm làm vườn thôi, chứ hoàn toàn không có cái kế hoạch gì cả. Vâng, quý vị anh chị các bạn cũng có thể nghe cái thông tin vừa rồi, và chúng ta cũng mong Nguyễn Ngọc Ngạn đầy sức khỏe và bình an trong cuộc sống để hành trình tiếp tục trong cái công việc, và có nghĩa là về nấu cơm với vợ là vui rồi. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người sức khỏe nha. Bye bye. Bye bye.